thưa toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Ngồi trước màn ảnh nhỏ của quý vị khán giả chính là chỗ bé Tiên cùng với con của mình là bé Ngọc, năm nay đã được 14 tháng tuổi. Thì hôm trước Tình có gặp để ghi hình cho quý vị khán giả vào ngày mà trời mưa, gió rất là nhiều, thì được rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm và mong mỏi gặp lại được chỗ bé Tiên và bé Ngọc trong cái căn nhà trọ của mình. Thì ngày hôm nay Tình đã tìm đến được nhà của bé Tiên đây. Tiên ơi, hôm nay em có thể chia sẻ đến quý vị khán giả hôm nay em có cái công việc buôn bán của em như thế nào? Em có thể chia sẻ đến quý vị khán giả, bởi vì rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm tới cái việc công việc buôn bán hàng ngày của em. Em bữa nay thấy mưa nên lấy cũng ít nên bán cũng hết sớm. Hôm nay em bán cụ thể là mình bán cái gì với cái gì em? Em bán ốc bu đồng với cua biển. Hôm nay mình lấy bao nhiêu ký ốc với cua ha Tiên ha? Dạ em lấy có 10 ký cua thôi, còn ốc em lấy được có 30 ký à. Tại ngày qua bán còn không hết á, cho nên là bữa nay lấy ít lại, sợ dư giống ngày qua không có lời. Thì hôm nay em bán hết luôn là mình lời được bao nhiêu tiền ha bé Tiên? Dạ 200. 200. Đây là cái căn nhà trọ của em. Tiền đây bọn bạn chỉ được cỡ khoảng 4-5 mét vuông thôi quý vị. Quý vị có thể nhìn sơ qua một vòng. Hôm qua em có chia sẻ là hình như em mướn cái phòng trọ ở đây là 1 tháng 1,5 triệu đúng không Tiên? Dạ đúng rồi. Hôm nay có mẹ em ở nhà không Tiên? Dạ mẹ em. Ok, lát cho con được trò chuyện với cô chút xíu nữa ha. Rồi hôm qua về bé nó hôm nay sức khỏe như thế nào ha Tiên? Chỗ bé Ngọc nè. Dạ ổn, tại vì đang mọc răng á cho nên cũng hành nóng xíu. Cái gì? Nhớ không? Rất là thương luôn quý vị. Một cái hình ảnh một bé gái mặc áo mưa rồi với mẹ bán ốc ở ngoài đường, một cảnh tượng mà khiến nhiều quý vị khán giả không cầm được nước mắt, phải theo mẹ lam lũ trên mọi nẻo đường để kiếm sống. Dạ cô ơi, cô có thể ngồi trò chuyện với con. Cô ngồi đây đi ha cô, cô ngồi đây đi. Dạ con chào cô. Dạ hôm qua con có gặp bé Tiên đi bán ốc cùng với chỗ bé Ngọc, đây là cháu ngoại của cô. Thì bé Tiên có chia sẻ là trước đây bé Tiên có chồng, rồi chồng của bé Tiên như thế nào mà khiến cho hai người đổ vỡ ở cái tuổi vừa mới chớm nở thôi cô ha. Nói chung ra chồng nó lúc đầu thì được lắm. Dạ. Nhưng sau khi có bầu á cái bắt đầu chồng lười biếng. Dạ. Đi về quê cái ở trên đó luôn. Dạ. Đây nói thôi nếu mà như vậy thôi bỏ luôn. Dạ. Rồi bé nó có bầu được 4-5 tháng là đầu thôi bỏ chồng luôn. Dạ. Dạ cô ơi, thì trong lúc chỗ bé Tiên có bầu đây thì chồng có thương yêu không hay có đánh đập gì không mà đến nỗi mà phải hai người phải chia ly ở cái tuổi vừa mới chớm nở, cái tuổi mà đang được gọi là mới có lập gia đình, mới bắt đầu sự nghiệp thôi. Em nói chung ra là nó lười biếng thì nó không ở được. Dạ. Nó không chịu ở thì nó đi về quê thôi. Dạ. Giờ đại con này thì không theo, nó kêu dạ. Con này thì phải theo, nó không theo. Dạ. Nó ở đây thì ở đây với mẹ từ hồi có bầu 4-5 tháng tới bây giờ. Dạ. Nếu mà theo chồng gì trên đó thì làm cái công việc gì hả cô? Thì nó cũng làm mướn, ai mướn gì làm đó. Dạ. Thuê làm mướn gì. Nếu mà theo chồng về trên Tiên Ninh thì cuộc sống nó có ổn định hơn không cô? Thì cuộc sống ở trên cũng bấp bênh lắm. Dạ. Tại vì chồng nó làm cũng không có ổn định, công dạ. Việc. Dạ. Ai mướn gì làm đó, có việc thì làm cũng có thôi. Dạ. Dạ cô ơi, thì con có nghe bé Tiên chia sẻ là bé Tiên có một người em á. Dạ rồi, thì đây. Đâu, 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 đấy đi con. Đấy. Trời ơi, sao tí tẹo vậy? Đây con, chị ba. Rồi, giật cái gì vậy? Đây, em của bé Tiên. Đây là Út luôn á hả? Út đây. Trời ơi, sao mỏi chung chung xấu dữ vậy? Xấu. Ôi phim mà xấu chứ. Đây là em bé Tiên, nó cũng đi theo, nó buôn bán phụ. Nó cũng đi theo. Cái công việc của cô hàng ngày là mình làm gì hả cô? Thì cũng bán ốc với mua cá rồi vậy ha. Dạ. Cô có thể chia sẻ cho con được biết tên của cô với tuổi của cô năm nay bao nhiêu hay? À, nay là 40 tuổi. Dạ. Tên là Trần Thị Bích Phượng. Dạ. Bé Tiên có chia sẻ là cô có bước thêm một bước nữa. Đúng dạ rồi. Hiện tại cha dượng của bé Tiên là chồng của cô hiện tại có nhà không hả cô? Không. Ổng đâu hả cô?
Ông đi mượn tiền về đóng tiền nhà. Dạ. Trời ơi, hai mẹ con buôn bán không đủ hay sao mà phải đi mượn tiền đóng tiền nhà dữ vậy cô? Lời không có nhiều hết. Dạ. À, ăn uống tả sữa mấy cái này thì nó cũng hai đứa thấy nheo nhóc vậy rồi đâu có đủ trang trải thôi. Dạ. Nói chung ra lại thì còn thiếu tiền nhà nữa, bà chủ xuống đầu hoài. À, con có nghe cái tiền chia sẻ là ảnh làm tài xế mà cô? Tài xế nhưng mà mùa dịch này bị cắt tề, bị không lái được nữa, tại vì mùa dịch này xe buýt nó nghỉ hết rồi. Dạ. Rồi ông phải ở nhà, ông thất nghiệp ở nhà. Dạ. Ở đây có hai đứa nhỏ mà sao cứ mình đi buôn bán mà sao phải đem hai đứa nhỏ nó theo à? Thì không ai giữ hết, mạnh người nào nấy giữ. Dạ. Con người nào nấy giữ. Dạ. Ôi chứ cha Dượng không có giữ được à? Không, ông không giữ được, tại vì ông đi bơn trải rồi nữa, ông không có giữ được. Dạ. Với lại con này nó còn bố mẹ, nó ở nhà giờ đâu ai giữ được nó đâu, nó không có mẹ nó là nó khóc. Dạ. Rồi thằng này không có mẹ cũng khóc. Dạ. Hai đứa đeo mẹ không. Với cái việc mà đem mấy đứa nhỏ theo bán như thế này nè, rồi lỡ mà không may chúng đổ bệnh một cái, thì cái việc mà một ngày đó mình kiếm được ví dụ như mình kiếm được 200-300 ngàn tiền đi, thì có đủ cái tiền thuốc cho mấy đứa nhỏ nó không? Cô nói ý là cái chuyện rủi ro mà mình không muốn hết không? Bây giờ đó giờ thì nói chung ra mấy bé nó đi theo rồi nó chưa có gì. Thấy thấy nó vừa hành là đi ra mua thuốc cho nó uống rồi, vừa hành là ra để mua thuốc cho nó uống rồi, chứ như nó có hanh hanh giờ nó hơi hanh hanh là uống thuốc cho nó uống vô nên không để cho tới khi nó nặng. Bởi vì hôm con gặp chỗ cái tiền đây thì con có ghi hình lại mà khiến cho quý vị khán giả rất là xót xa và rớt mắt khi thấy cái cảnh mà một đứa bé 14 tháng tuổi mà phải theo chân mẹ đi ngồi ngoài đường, và cái không may là cái ngày hôm đó trời mưa và gió rất là lớn luôn. Thì bắt đầu là hai mẹ con núp ở trong một cái kẹt của cái chung cư, nhưng mà do có nhiều người núp thì trong đó có những cái anh ráp, những anh tài xế núp, thì buộc là bé Tiền với chỗ bé Ngọc đây là phải đi ra ngoài cái kẹt bên ngoài núp. Cái hình ảnh đó gây cho quý vị khán giả rất là thương và rất là quan tâm về hoàn cảnh của chỗ bé Tiền đây. Gia đình mình không có tìm được cái hướng giải quyết nào để cho hai bé nó ở nhà để mình đi buôn bán nó thoải mái hơn hả cô? Tại vì hai bé nó cứ đem mẹ không à. Giờ nếu mà vắng mẹ nó không chịu. Bây giờ ở nhà giữ nó thì vắng mẹ nó không chịu, còn nó thì đi buôn bán, nó có lời thì nó lo con nó, đây đi bán có lời lo thằng đó. Bây giờ ở nhà giữ thì không có tiền, giờ phải về mạnh mẹ giữ, mạnh con cũng giữ, bán được thì hưởng, chứ giờ biết sao giờ. Thật đâu bác, nhìn con nhìn qua thì con tưởng đâu là hai chị em không, nhìn cũng xém xém con. Nhau mẹ con yeah. Con gái thứ ba. Dạ. Còn nó còn người chị. Dạ. Nhưng mà người chị nó cũng rất là khổ, ở dưới quê rất khổ. Dạ. Có chồng thì cũng làm thuê làm mướn, nhưng mà đều có cái là chồng cũng được thương yêu, chị nó cũng đỡ một phần, còn như nó thì đổ vỡ. Dạ. Như cái việc tiền nhà là 1 tháng 1,5 triệu đi, rồi tiền nhà thì như thế nào cô? Thì bây giờ đó, mẹ con thì mẹ con thì giờ 1,5 triệu thì cứ đóng gom góp nhau đóng, chứ giờ biết sao tới đâu rồi tới, chứ giờ phương pháp giờ không có, tại vì nó cũng mơ ước nó có cái mặt bằng nhỏ, nó mở cái quán nặng có mặt bằng nhỏ, nó vừa ở nó vừa bán. Nó lớn nó vừa ở nó vừa bán đồ nè để nuôi con nó, mà giờ nó không có vốn liếng gì nó cũng phải chịu thôi chứ giờ. Ở cái tiền nhà 1,5 triệu là hai mẹ con chia ra hay sao? Hay thì, là hay là cô gồng gánh? Thì hai mẹ con chia. Người 750 hay. Ví dụ như có ngày mà bán không được, không có mua được sữa thì có uống sữa ké nhau không? Hai đứa nhỏ này con nhìn thấy nó cũng xém 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 với nhau à? Thì cũng đó, qua lại đó, sữa qua lại đó, về cậu uống ké, cháu uống ké, cậu tả cũng vậy đó. Hai cậu cháu cũng xém xém mà hai mẹ con nhìn cũng xém xém nhau vậy hả? Thì đó, tả thì hai cậu cháu nó xài chung hết thì xài chung vậy đó. Yeah. Thì đó, nói chung ra thì cháu nó cũng mơ ước mà không có làm được. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi thăm là
cô là người Việt mình hay là người ngoại quốc cơ cô? À, người Việt. Người Việt hả? À, quê thì quê nội thì ở Cần Giuộc, quê dạ. ngoại thì ở Long Xuyên. Dạ. Nhưng mà không có sống cùng ai á. Dạ, tại con thấy nước da của cô sô cô la, con tưởng là con người ngoại quốc. Dạ không. Dạ. Tại đi nắng nó đen vậy chứ đâu có phải người ngoại quốc, tại người Nam mình luôn. Dạ. Gốc người Nam. Dạ. Dạ thưa cô nếu một ngày mà cô bán hết luôn á, bán hết luôn, bán mà mua may bán đắt á, một ngày mình kiếm tiền lời là cỡ khoảng bao nhiêu tiền hay cô? Cỡ khoảng gần 200 mà. Dạ hả? 200 mà chưa tính tiền chi phí ăn uống nữa, rồi mấy đứa này nữa. Rồi cái đợt dịch này thì cái việc buôn bán nó như thế nào cô? Đợt dịch này nói chung buôn bán cũng hơi bị khó khăn. Tại vì đô thị nó cứ càng quét giết à, nó đội hốt rồi lấy đồ giết rồi giờ nó cũng hơi khó khăn chút. Rồi trốn cái chỗ nào mà buôn bán đỡ một chút thì được. Dạ cái việc mà các anh đô thị anh làm việc của ảnh là con thấy đúng rồi cô, đâu có gì sai đâu. Bởi vì cái việc dịch Covid-19 thì tránh... cái việc mà tập trung để lây lan ra cộng đồng là nhiều, các anh nói làm việc đó là rất là tốt, rất là nghiêm chỉnh mà theo cái nghị định của ban chính phủ, nghị định của chính phủ nhà nước đưa ra mà cô. Nói chung ra làm thì đúng, nhưng mà bây giờ nếu mà hoàn cảnh như vậy mà nếu mà không bươn chải buôn bán làm ăn thì làm sao sống nổi, nhà nước đâu có hỗ trợ cho mình đâu. Ở đây thì địa phương có hỗ trợ cho mình gạo mì không cô? À, nói chung ra địa phương thì không có hỗ trợ, nhưng có bà chủ nhà. À. Bà chủ nhà mới cho được 20 cái gạo. Bà chủ nhà tuy thiếu tiền nhà bà thiệt, đi thiếu tiền nhà bà, nhưng mà bà vẫn có cho 20 cái gạo để cho mẹ con ăn làm. Dạ kính thưa quý vị khán giả, ngồi trước màn ảnh nhỏ của quý vị khán giả chính là bé Tuyền và bé Ngọc. Rất được sự quan tâm của quý vị khán giả thì hôm nay Tình cũng đã đến tìm hiểu gia đình của chỗ bé Tuyền đây. Thì rất kính mong được quý vị khán giả quý mạnh thường quân quan tâm và hỗ trợ cho bé Ngọc để có cái để vượt sớm vượt qua được cái giai đoạn dịch Covid-19 để sớm có cái công ăn việc làm nó ổn định hơn để lo cho chỗ bé Ngọc. Chắc quý vị khán giả cũng không quên được cái hình ảnh mà một đứa bé 14 tháng tuổi mặc cái áo mưa để ngồi chung với mẹ. Qua đây cũng xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ Tình trong suốt 9 tháng 10 ngày dầm mưa dãi nắng để được vượt qua cái ngưỡng 100.000 người. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều và mong trong thời gian sắp tới sẽ được sự ủng hộ của quý vị khán giả quý mạnh thường quân dành cho chỗ gia đình bé Tiền đây. Anh xin chúc bé Tiền nhiều sức khỏe ha. Dạ. Xin chúc cô nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn. Dạ. Trời ơi, hai cậu cháu rồi hai mẹ con xem nhau luôn á. Dạ. Chào bé Ngọc. Chào con kìa. Cậu cháu con kìa. Chào. Bye bye.